Mày nháy với con Quỳnh á, thằng Thịnh mà đi ra khỏi nhà một lần nữa là chị Sơn không đi yên đâu. Đúng là vô lý. Hồi tối á, cha Thịnh có tới đây ngồi chơi với chị Quỳnh nè. Ngồi ăn lát á, là có giang hồ tới kiếm chuyện. Đuổi ông về á, ông về mới được yên á. Vậy sao bữa nay tụi nó còn tới đây kiếm chuyện nữa? Ờ... À... Thì à chắc cơ là hôm qua ông không có về nhà toàn là chuyện gì đâu không à sao mà sống cho nổi tuấn cảm ơn anh nha ừ. phải chi lúc nãy anh tới sớm hơn chút thì tụi em đỡ lo rồi có chuyện gì vậy em chị của ông thịnh bạn quỳnh cho người tới quậy bãi xe tại bả không có muốn cho con quỳnh quen với anh thịnh mà đây á không phải là lần đầu đâu anh thịnh á làm khổ và huỳnh hoài à hôm trước thấy thằng thịnh nó ở đây anh nhìn ngờ ngờ quen quen thiệt hả ừ anh sẽ nói chuyện với hai chị em nó có nên làm vậy không anh anh có cách riêng của mình anh chị bất ngờ là thịnh quen quỳnh thôi Nghe đâu Nhà nó giàu lắm Cho nên nó mới chơi em quỳnh nhà em Ai, xuân mi mi nào giờ có khen ai đâu bởi vậy Bởi vậy cái gì thì bị bộ đá Thì có Nói ra dài dòng lắm Bị bồ nói lời chia tay lúc ở trong tù ở ngoài Xuân Mi Mi quen bồ khác Nhưng vẫn ấm ức khi gặp lại người cũ Anh rành bà Xuân này quá ha Bồ cũ là bạn thân anh mà Vậy hả? Ừ Anh đi công việc một lát nha Có gì gọi anh liền hm? Ừ Anh đi nha Ừ tuần sau thái đô na chồng tiền cọc lô đất này rồi đó thái đô na dứt giá rồi hả rồi ông mê mấy lô đất này lắm vậy là tôi hết cơ hội rồi thái đô na đang gom tiền chưa đủ khả năng mất tiền cọc á là rất cao cô còn cơ hội mà vậy thì chờ nói thiệt nha tôi khoái mua đất thái đô na rớt cọc tôi tò mọn chút sao cô không ưa thái đô na ra mặt vậy thứ thục gậy bánh xe tôi thù thái đô na mới nhắc ông tới được kìa chào anh chính cậu thấy chào xuống có được lô nào chưa chưa đang chờ lô ưng ý khó tính quá phải chờ thôi <laughs> có sao đâu cái gì mà mình ưng á nó phải là của mình kể cả cướp giật hả Nhiều cách mà, đâu cần phải làm vậy. Tôi về nha, chờ tin tốt của anh. Ừ. <laughs> Xuân Mimi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng Thịnh nha. Sao tự nhiên lại nhắc tới nó? Lâu rồi không gặp nó. <laughs> Thái Đô Na, nói gì cũng có ý nghĩa hết, cũng như Xuân Mimi, làm gì cũng có mục đích cả. Tôi hy vọng rằng Xuân Đừng cho đàn em tới phá bãi giữ xe nữa ừ, Thái Đô Bảo kê bãi dưới xe Bãi dưới xe đó là của mấy đứa em tôi Cũng là bạn của thằng Thịnh Tôi bảo vệ em của mình thì có gì sai Tôi bảo vệ em tôi thì có gì sai Tôi còn thấy thằng Thịnh hay con Quỳnh một lần nữa Nó không còn đang ăn cháo đâu Tôi đảm bảo à. Lo bảo vệ em của mình đi Thì ra là vì con Quỳnh thá đâu nè sao cậu lại căng thẳng với xuân mi mi quá vậy tôi trước giờ rồi không phải mới đây công việc của anh là cứ thả thính cho tôi yên tâm cả cẳng cậu vô <laughs> ai à mới có mấy lon mà xỉn rồi tệ quá tại tôi buồn tôi muốn xỉn ông ơi à tại nhỏ đó đúng không ừ, đàn ông mà lụy đàn bà quá là hèn hạ lắm á nha nhỏ nó nghĩ rồi nó hết làm ở đây rồi ông nhắc hoài ông tư ê ngồi đây nè À? à giới thiệu với ông luôn em út của xuân mi mi vậy hả cha ngon lành mạnh toản à <laughs> còn đây á là chú tư phước nhưng mà khoái gọi là anh tư <cười> <cười> em chào anh tư ờ à, chào sao anh em ngồi nhậu mà không thấy mồi tươi bén ngon gì trơn vậy <laughs> thằng út á nó kén lắm anh tư mày chỉ cần nói ba đông tiếng nó hôn cái là gái đẹp nguyên quán này nó bu lại mày đứng nó mày chọn Ông nói cho cố vô Riêng về cái khoảng gái gú này tôi thì sao bằng ông được Trời ơi, trời ơi Mày nói vui Nè mày thích em nào Nói cái anh gọi ra cho Thì giờ ông cứ uh, chọn nhỏ nào mà ông thấy đẹp là được Mày làm khó tao mày vậy Mẹ gái đẹp mà tao khoái Biết bao nhiêu em kêu tao nhớ sao tao nhớ xuể Hay là Chọn nhỏ mà hôm bữa ông với Lâm Sói kình nhau á Nhỏ nó ngon à Ba trái á Hả à, thôi bỏ qua đi Sao vậy Coi như hôm nay nhậu khỏi gái gú gì vậy <laughs> à, Hôm nay á tụi anh bàn công chuyện thôi Có cần thì anh dạ, gọi Dạ có gì mấy anh gọi em Ok anh cảm ơn bé Vô uh. cái đi ha Ờ uh. à, Nghe ông hú đi nhậu á Là tôi biết ông có chuyện gì rồi Chuyện mẹ gì đâu Buồn kêu anh em ra ngồi chém gió vậy thôi <laughs> Ừ Thôi vô cái đi rồi em về Ừ à, ở, ở vô Anh vô. À, Tư à? em về anh Tư à. Ừ à. Về cẩn thận á à. Về anh bà Mày tính nhận đệ tử hả Con người vậy Ngu sao không xài Nó biết gì về chuyện làm ăn không Nó chưa biết gì hết Cái hàng chứ vĩnh mặt đù thấy mẹ luôn Ủa Chứ hồi nãy sao rồi, lúc mới vô rồi Ông khen đẹp trai rồi à, Ngon lành rồi này kia lắm Mẹ nó ngồi trước mặt mình phải nói vậy thôi <laughs> Ông nghĩ giờ là lầm nha Mấy thằng ngu mấy thằng ngố đù vậy đó Mà nó làm nên chuyện Tao nghĩ hoài không ra. Mày với nam đen sao? Một... Sợ hơn lâm sói hả? Tôi bay bắt rồi thả con bích. Lâm sói nó xài buồn ái gì hả? Ông không cần biết. Tại vì cái chuyện này nó không liên quan tới ông. Nam đen nó cũng nghi tao mà sao không liên quan mày? Nghi thì nghi. Ai không biết cho ăn gan trời ông cũng không dám nữa. Nè, mới đi thêm chuyến nữa phải không chà đánh hơi hay dữ à mà đúng không thì uh... cũng phải kiếm cơm chứ sao mẹ công nhận anh em năm đen giỏi thiệt thằng côn có làm cái đất mẹ gì đâu mà anh với em ủa hồi nào ông giờ thằng côn là cánh tay phải của năm đen mày là cánh tay trái mà dạo này á, nó ăn dầm nằm về bên khu anh mo của ông nó bệ rạc hết sức mẹ nó thua cái vẻ rách nữa nè có làm có chơi sao mà lại trách móc nó mày tôi nói ông nghe nha tới cái mức độ vậy nè nó chỉ cần biến khỏi cái khu one mo thôi á là người ta biết nó đi lấy hàng rồi mẹ chơi nhột nha nhột mẹ gì sự thật nó là như vậy mà vô một cái đi Mạng cha nam đen cao tay Không thôi là đợt vừa rồi mất hàng nữa đó Có biến gì hả? Tụi chó nào Nó chặn xe nó cướp hàng yeah. Vậy hả? Mẹ anh động dữ vậy hả? Rồi sao? Xe chở ăn côn Làm gì có hàng mà cướp Chứ hạn đâu <laughs> Trong xe tôi chứ đâu Đúng Đen nằm thiệt <laughs> thằng côn nó nói nam đen đa nghi khó xài cho nó sáng con mắt nó ra nè mà tụi nào làm vụ này vậy tôi đang tính hỏi ông câu này luôn ừ. tao mà biết mà bắn tin cho mày rồi chê yeah. nè chuyện này tôi kể mình ông thôi đó sau này mà có đôi chối cái gì á là tôi không biết đâu nha tao hiểu mà Mày chỉ cần kể mình tao nghe thôi Bảo đảm không ai biết hết á ừ. Thiệt à... Vô ừ. Dạo này em cần vốn Anh Tám hùng thêm ba mớ nha Tao đang kẹt cứng Mày biết mà Vụ thằng Kỳ cứ lên xình tới bữa nay chưa tìm ra manh mối Nó lấy của tao cả chục tỷ chứ ít gì đâu đừng có đem thằng Kỳ ra khè tôi nha. Nó ẩu quá, bị xử là đúng rồi. Nhưng mà chắc cũng không dám chôm cái chục tỷ đâu anh. Nè, mày biết gì về chuyện của nó hả? Thì anh kêu em đi tìm hiểu. Em nghe tụi nhỏ nó đồn này nọ. Liên quan tới anh không ít đâu nha. <laughs> cái gì mà liên quan tới tao chứ? Thì chuyện bí mật của anh nó biết hết có gì là bằng chứng mà sợ <laughs> nó gửi hình anh chụp với mấy ông lớn khác cho em để xin tiền sao nó lại gửi cho mày trong hình đó có em em giận nó lắm nhưng buộc lòng phải bấm bụng xỉa tiền cho nó Thằng chó này Ta cũng mang nó mà nó làm như vậy đó Nó dựa hơi anh Nó dám hỗn với em Cái hình đó đang ở đâu Trong đây nè Anh cần á Thì em sẽ gửi cho anh Gửi qua cho tao Để em gửi sao vậy <laughs> Tao muốn biết đứa nào xưa thằng Kỳ Em đâu có biết Ngoài em ra Nó còn lấy mớ hình đó để dòi tiền ai nữa không Mày nói vậy là sao hả Nhìn đi nhìn lại Mấy anh trong hình mà nó gửi cho em Em không có dám nghi ai hết rồi. À. <laughs> Mày dám nghi vậy sao Mà ai xử nó Mình càng cảm ơn à Không thôi Nó nắm thốt hết tất cả mọi người Lúc đó thì mệt à. Thằng tệ dữ vậy à Đố ai lấy thước mà đo lòng người đâu anh. Mày cần bao nhiêu vốn? Nói thử đi. Nếu được á, thì tao góp cho một ít. Mười tỷ anh Tám. Một lần á, tao gom chưa được. <laughs> Chỉ cần Tám bán vài con số thôi. Hàng trăm tỷ cũng có. Huống chi hàng chục. Lúc này không được. Em biết chứ, nhưng có nhiều người muốn mua lắm anh thôi thôi mày đừng mai mối gì hết chưa ổn đâu dạo này hàng hút giá cao kẹt vốn không lấy được tức lắm anh tám à được tao góp một nửa trước mai sẽ có tiền cảm ơn anh tám <laughs> dạo này á lâm sói ra sao rồi nó vẫn là một con sói nó đã nhe răng rồi anh Tam. nó không để cho qua chuyện ba sơn chết đâu mọi dấu vết đã bị xóa hết đám người cũ cũng đã bị tích hết rồi nó biết đâu mà lần <laughs> chứ mày nói nó vẫn là con sói mà ta muốn nó vĩnh viễn biến mất lúc này thì chưa được dù thằng kỳ đang còn hot quá nó liên quan gì chứ em không biết nhưng mà xử nó lúc này thì không ổn anh hai anh hai tìm hiểu long chưa chưa chừng nào lẫn có cái gì đâu mà phải gấp không gấp em nhờ hai chi lo học đi <laughs> hai bắt đầu giống máy em rồi á nó làm nghề gì còn đang đi học anh nhớ má em nói nó không có nghề nghiệp mà ai nói ngoài đi học ra long còn giữ xe kiếm sống á giữ xe hả à? cái thái độ này y chang thái độ của má lúc biết long giữ xe luôn á ủa giữ xe thì sao nó giữ xe bãi nào nếu mà anh hai không thích thì thôi em không nói nữa chuyện em em tự lo nó bỏ em vì bị má em hâm dọa anh không tin kiểu đàn ông dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu chứ là hai thì hai sẽ làm gì thì uh, anh sẽ thuyết phục má em thuyết phục bằng cách nào trong khi má em đúng nghĩa là một bà la sát luôn cách nào á uh, thì thằng nhóc đó tự nghĩ ra chứ đâu phải là anh <laughs> vậy mà hai cũng nói nữa nếu như thật lòng mà nó thương em thì nó phải nghĩ ra cách chứ em ghét chữ nếu lắm luôn á anh biết không vậy thì hai thua đó hai còn thua huống chi long cho anh địa chỉ của nó đi em chưa tới nhà bao giờ sao biết địa chỉ thì bãi xe nó giữ đó khu cảng cá vậy hả không lẽ hai nói gì vậy à không à... hai sẽ tới gặp nó Nè, hai không có được ăn hiếp người ta nha. Chị của Long là người như thế nào? Em chưa gặp nên là không biết. Nhưng mà nghe cách kể thì Long thương hai chị lắm. Chắc là vậy. Cho nên nó mới đồng ý chia tay với em để bảo vệ hai chị của mình. <laughs> thì cha mẹ mất hết rồi, phải thương chị chứ sao? chị của nó tên gì chị hai tên là phụ còn chị ba tên là quỳnh à hai nhớ rồi nhất định hai sẽ tới tìm thằng nhóc đó sao rồi thằng mắm nó lấy cái xe bị cướp đem đi sửa rồi nó phá hết bên trong rạch nát nệm xe má nó điều quan trọng bây giờ là tao muốn biết thằng nào cướp xe của tao kìa chí phèo cho thằng nào nữa anh má đồ chó chết thằng chí phèo thằng lâm sói đúng là hai vật cản của tao mà má tụi nó không chết không được anh thừa biết là đâu có đụng cho nó lúc này được tao biết chứ ngay cả tấm mận cũng muốn lâm sói biến mất kìa kìa giờ anh tính làm sao Tao kêu mày qua đây Muốn hỏi ý kiến của mày đó Tôi không động vô làm sói <laughs> Tao cũng nghĩ vậy Dù gì Nó cũng trên cơ mày mà <laughs> Chỉ có anh mới xứng đáng đối đầu với lâm sói Tôi nhầm nhỏ gì Thôi đi mày Đừng có chơi trò khích tướng Có khích gì đâu anh Vậy có cách gì không? Từ từ sẽ có Anh cứ cho tụi nhỏ theo nó đi Lâu nay tao vẫn cho tụi nhỏ theo dõi nó thường xuyên Nó vẫn ngủ uống bia Nó vẫn dẫn gái về nhà Mà vẫn cho đàn em nó lớn chiếm địa bàn của tao thì sao? Có đưa gái về nhà hả? Ừ Vậy thì có cách rồi Cách gì? Cho tụi nó tiếp tục bám theo lâm sói <laughs> Mày nghĩ sao vậy <laughs> Tự cách gì Cách đó tao vẫn cho tụi nhỏ thường xuyên theo dõi thằng Lâm Sói mà Chào anh Nam Anh đâu Em Mình không lên giá được đâu anh Nam Tại sao vậy Tụi Chí Phèo phá giá Mà nè Tụi Chí Phèo giờ hay nhiều lắm Mua nhiêu cũng có Thì nó bán đồ ăn cắp mà Nè Tao muốn cướp lại hàng rồi xử chiếc phèo luôn Chọn một trong hai thôi Không thể nào làm cùng lúc được Em nghĩ Là mình nên cướp hàng trước Nói tiếp đi Tại vì Tụi mua hàng của mình Tụi nó cũng mua hàng bên chí phèo luôn Cứ lần theo tụi nó Em nghĩ là ok Làm là phải làm mẻ lớn Không có chơi kiểu chôm hàng chôm xe của mày Thôi Mày với thằng Quý lo vụ này cho tao dạ vậy em sẽ lấy thông tin của tụi khách quen càng sớm càng tốt nha mình vẫn bán theo giá cũ hả anh liệu cơm mà gắp mắm đi ừ. từ hồi thằng lâm sói về thằng chí phèo nó lộng hành <laughs> để coi coi được bao lâu chuyện của mày tao không có muốn chèn vô nhưng mà coi chừng có xuân nó có qua lại với thằng lâm sói đó bằng chứng đâu mà anh nói vậy mày quên rồi hả tao luôn cho đàn em theo dõi thằng lâm sói mà mày nghĩ tao có biết chuyện đó không ừ? em ăn đi cho nóng cảm ơn mà thịnh về đi tôi không muốn bị phiền phức nữa đâu lại đuổi tôi năn nỉ thịnh đó anh ngồi tới khi em ăn hết rồi anh sẽ về tôi muốn ăn cái này vậy em muốn ăn cái gì anh đi mua liền tôi không ăn là gì tôi không muốn thịnh đừng có làm tôi khó xử nữa được không nhìn quỳnh mệt mỏi quá à mắt thâm quần hết trơn rồi kìa ăn miếng đi cho có sức làm gì có Tôi có mệt mỏi gì đâu Quỳnh không xoay gương hả Tôi đã nói là bình thường mà Bình thường đâu mà bình thường Này ráng ăn một miếng đi cho có sức Ăn xong rồi anh về Tôi coi Thịnh là bạn tốt Chỉ là bạn thôi Ừ thì mình là bạn Ăn đi <laughs> vậy mới giỏi chứ thịnh về được rồi đó em ăn hết đi rồi anh sẽ về à... uống đi thịnh về đi không thôi bà không chị... xong quậy nữa chứ gì Ừ Chị em tôi bị quậy hoài à Người ta không cho chị em tôi gửi xe ở đây nữa Anh về Bữa khác anh ghé Gặp ở trường được rồi khỏi ghé Gặp ở trường có nói được câu nào đâu Vậy thì khỏi gặp ở đâu hết á à... Anh về Alo Mày tìm ra số nhà 54 chưa Vẫn chưa Vậy khỏi tìm nữa Sao vậy Họ mới báo đã nhận gia sư rồi À mày đi thêm một đoạn nữa Tìm số 94 6 Họ cũng tìm gia sư đó ừ. Biết rồi Nhanh nhanh đi Có cần đọc lại địa chỉ không Tao có ghi địa chỉ rồi mà Lẹ đi <laughs> Em, 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 xin việc hả em ừ, Dạ không chị ơi à, à, Sao vậy ừ, Dạ không sao Ờ thôi đi chỗ khác đi mất ông té rồi xỉu ở đây tôi mang quả nữa ừ, Dạ Em thấy sao? <laughs> em thấy đẹp á, mình mua chậu này mang về nha Em sẽ là bà chủ của dựa cây kiển này Thiệt hả? Anh tính sang là dựa cây kiển này cho chị em của em quản lý Nhưng mà em không có kinh nghiệm kinh doanh hay chăm sóc cây kiển gì hết á Sợ làm không được Em đừng có lo, chủ dựa cây kiển này là chị họ của anh Em cứ tới đây học trước <laughs> Anh để em suy nghĩ đã nha em suy nghĩ gì nữa chuyện anh vừa nói đó em không tin anh hả dạ không phải nhưng em ngại anh muốn được lo cho em mà phượng ừ. em sợ mang tiếng lợi dụng lắm hay là mình cưới nhau đi nha em Nhưng mà em còn đang đi học đó Cứ rồi em học tiếp có sao đâu Khi đó em không sợ bị mang tiếng nữa Nhưng mà còn hai đứa em của em nữa Em chưa lo được gì cho tụi nó hết Không được đâu anh Anh sẽ cùng em lo cho Quỳnh và Long ừ. Em phải suy nghĩ đã Thôi được rồi Bây giờ anh sẽ sang lại vừa cái kiện này Rồi anh sẽ thuê em làm nhân viên của anh Khi đó là được chứ gì Sao anh tốt với em dữ vậy Vì anh thương em ừ. Gì thì gì Em cũng phải suy nghĩ đã <laughs> Anh chờ em được mà Hả trời ơi, chị chị có sao không chị chị có sao không chị ơi chị ơi chị, chị có sao không chị ơi. Chị ơi. Chị. chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị chị tỉnh dậy chị ơi chị ơi chị ơi chị 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 tỉnh là chị chị ơi chị chị chị, chị, chị gì vậy sao không chị à, anh Lâm Quynh Quynh ơi Quynh sao vậy anh hai đây trước cửa kêu bé nào ra phụ anh coi dạ để em kêu ly chuyện gì vậy anh kiểu đứa nào pha ly sữa nóng đi nhiều khi bị hạ đường huyết đó dạ anh hai anh hai Té đầu không té Té người ba của mình là sao ta Coi giúp được người ta thì giúp Có gì đâu mà than trời Bất công anh hai quan tâm Coi con bé cần gì thì làm Anh giao cho em với Ly đó Dạ yeah. Em ơi Em ơi Em đỡ chưa Em còn chóng mặt Dây đau đầu Vậy thì cứ ở đây nghỉ đi Không có sao đâu dạ em cảm ơn anh hai nói á là mình lo cho cô bé này ừ, biết rồi trong mặt lắm hả em à, nằm nghỉ một lát là khỏe liền có cần gọi cho người nhà không anh gọi cho à, dạ khỏi anh lâm kêu pha sữa cho chị ừ, uống nè cảm ơn em dạ em uống đi ừ à, dạ Ở đây là đâu vậy chị? Ở đây là ba trắng đen Hồi nãy em bị té trước cửa Rồi được đưa vô đây nè ờ, Ở đây là quán ba hả? Rồi sao? Ờ, dạ tại lần đầu em vô ba Cho nên em không biết Thôi em ngồi nghỉ đi nha Dạ Anh thấy nó làm sao sao á Sao là sao? con biết là có mưu gì với anh ai không nữa ờ, Ấm mưu gì? Chứ sao tự nhiên té đồng ẩm vô đây Đâu mà tình cờ dữ vậy tôi ghét nhất là người đa nghi đó nha Ly! Dạ! Em có chịu khó đưa con bé về nhà giúp anh. Dạ! Ừ. Dạ! Em à! Em thấy trong người sao rồi? À, dạ! Em đỡ rồi. Em tính xin phép về mà không có thấy ai. Em đi bằng gì? À, em đi bộ. Để chị đưa em về nha Dạ thôi khỏi, em đi xe ôm được rồi Chị đang tính về nè, sẵn cho em quá gian luôn Em cảm ơn anh chị nha Nhất là người đã đưa em vô đây Chị sẽ nói lại Giờ dạ, cho em gửi, em cảm ơn Cẩn thận, đi em Ủa Sao nay về sớm vậy Tự nhiên hồi nãy bị téo ngoài đường Trời đất ơi Rồi có sao không Người ta giúp rồi đưa về nhà Nghỉ xíu giờ cũng đỡ rồi Mày là gặp người tốt đó Tìm được chỗ dạy thêm chưa Um, chưa mong làm sao đừng có ai dành chỗ dạy với mình thôi lo nghỉ ngơi đi tự nhiên cái nghỉ ngơi làm cho cố rồi đổ bệnh ra biết thân có bệnh gì đâu đi bộ ngoài nắng cho nên là bị choáng vậy thôi mà nhìn em xanh sao lắm xanh thì mua thịt bò về ăn da đỏ thấm lại liền lo gì mình không thể sống dậy hoài được ráng tốt nghiệp có cái bằng rồi đi kiếm việc lúc đó cũng đỡ hơn bây giờ thiếu trước hụt sao biết có học tiếp được nữa hay không mà ở đó tốt nghiệp ủa bà sao vậy bà hứa gì với má bà quên rồi hả <laughs> chị không có quên nhưng mà Bây giờ mới biết thực hiện lời hứa với má sao mà khó quá Nếu mà vậy má đâu kêu hứa làm gì Má bắt ba chị em mình phải hứa với má Phải tốt nghiệp cho xong được đại học Không được bỏ ngang Chị lo hằng long nhất Lo gì Nó cũng đang cố gắng mà Nhưng mà tính nó sốc nổi Lại hay tự ái Làm việc thì ba mứa Bỏ ngang à thì vừa làm vừa học cũng đâu có dễ dàng gì. Anh Thái có nói với chị, mở dự kiện cho ba chị em không mình... Không nha. Chưa nói hết, đã phản đối rồi. Khỏi cần nói hết, tôi không có muốn nghe. Chủ lý quá. Má nói trên đời này không ai cho không ai gì hết trơn á. Tôi luôn tin lời má, tao nghe nào thư sao rồi nãy um, bị té ở ngoài đường rồi có bị sao không thì ra bị trốn ở đây hả tao định ngồi một lát rồi ra thôi ê tao mới gom vốn mở một dừa cây kiển <laughs> sao tự nhiên có hứng thú với hoa cỏ quá vậy <laughs> Phải nói đúng ra là ý tưởng bất chợt. Cái đó nó không có hợp với mày đâu. Ta mở cho Phượng. <laughs> Hiểu rồi. Vì tình yêu, con người ta có thể làm tất cả. Ta muốn giúp Phượng một công việc ổn định, nhưng nhẹ dàng hơn công việc hiện tại. Ừ. Vậy cũng tốt. Nhưng Phượng chưa trả lời, chịu hay là không chịu Khó vậy đó hả? Phượng ngại bị coi thường <laughs> Cũng biết làm giáo quá ha Mày thôi có nhìn xấu về phụ nữ đi Tao lo mày bị lừa thôi À, mày lo bị lừa cho nên là không chịu mở lòng với ai hết Chưa có ai đủ sức khiến cho tao mở lòng thì đúng hơn Xuân thì sao Tao sai lầm với mối quan hệ đó <laughs> Hai đứa bay khác xa nhau một trời một vật Vậy mà họ đó cặp kè với nhau Cũng ngộ thiệt Thì có như vậy Mới biết là không hợp nhau Tao khẳng định với mày luôn Nếu mày không xé lịch Thì mày với Xuân cũng chia tay à Sao mày lúc nào cũng muốn tao với Xuân xù nhau ngộ quá vậy <laughs> từ hồi đó ta đã không ưa nó bây giờ cũng vậy cho nên có cơ hội là tao dập nó liền mày thôi đi dù gì hai đứa tụi bay cũng từng ngồi chung một mâm mà nhưng nó luôn cố tình chơi trên cơ tao nếu nó thích thì tao chiều à mày thiệt tình hơn tôi với đàn bà chi vậy nói chuyện khác đi con bé hồi sáng gửi lời cảm ơn anh hai chỉ vậy thôi hả dạ con bé nào thì con bé đó nó bị trúng gió nó sẽ trước bà mình á cái anh hai bế nó vô trong bà cái anh Thôi. hai kêu... nhiều chuyện quá sao nó không trực tiếp cảm ơn mà gửi lời qua mày Dạ tại vì lúc đó anh hai bế vô trong á cái anh hai biến ly điền à cho nên là phải gửi lời cảm ơn chứ anh à mở lòng rồi khép lại liền ngộ ha ủa là sao anh thấy mày chưa hiểu đâu <laughs> ly có đưa người ta về tới nơi tới chỗ không dạ có Lệnh của anh hai mà ly phải làm đúng thôi ừ. Chà Sao quan tâm dữ vậy <laughs> Giúp người Phải giúp cho trót chứ mày Thì đúng Nhưng giúp cái đẹp Là có lời ạ à? Sao đầu óc của mày Lúc nào cũng đen tối hết trơn vậy Thì thôi Đỏ tâm tối ra ngoài đi <laughs> Đi Dạ Thank yeah. you.